Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, như vậy trong chiều nay, bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 16 giờ ngày 30 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 106,7 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 103 đến 133 km một giờ, giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 1 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 104,8 độ Kinh Đông trên khu vực Trung Lào, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 9, cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam và Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 đến 4 mét. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, sáng nay Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác đã có mặt tại tỉnh Quảng Trị để trực tiếp chỉ đạo công tác đối phó với cơn bão số 10. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ngay trước khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền, có mặt tại trường tiểu học thị trấn Cửa Việt, điểm trú ẩn của hơn 100 hộ dân cả vùng suy yếu ven biển của huyện Giao Linh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng các thành viên đoàn công tác đã thăm hỏi động viên bà con đến tránh trú bão. Tại đây, đồng chí Phó Thủ tướng đã yêu cầu các lực lượng chức năng cần phối hợp đồng bộ triển khai các phương án chống bão theo phương châm 4 tại chỗ, nghiêm cấm người dân chủ quan trở về nhà khi bão đến. Tại điểm trú tránh bão trường tiểu học Triều An, xã Triều An, cùng số 2 huyện Triệu Phong, kiểm tra tình hình nơi ăn ở của gần 200 người dân của các thôn ven biển, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 với dự đoán là bão rất mạnh, nên người dân cần tuyệt đối không được chủ quan đi lại khu vực nguy hiểm. Tại các điểm trú tránh bão, các lực lượng chuyên trách cần quan tâm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, lương thực, thực phẩm, nước uống, giữ gìn vệ sinh môi trường để bà con sinh hoạt. Kiểm tra tình hình thực tế tại khu neo đậu và trú tránh bão của tàu thuyền tại thị trấn Cửa Việt, Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chủ động đối phó với cơn bão của các lực lượng địa phương và yêu cầu các lực lượng túc trực để ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các lực lượng địa phương cần nghiêm túc thực hiện việc cấm người phương tiện đi lại qua các khu vực nguy hiểm, cử lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ trực tại các điểm tràn nước lớn để hướng dẫn đi lại, phải thực hiện kiên quyết tránh những thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản cho nhân dân. Sáng nay, đồng chí Thái Vĩnh Liêu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống cơn bão số 10 ở huyện Vĩnh Linh. Vào lúc 9 giờ sáng nay, tại các xã vùng biển huyện Vĩnh Linh, gió bão bắt đầu mạnh dần lên, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét. Trước khi bão đến, huyện Vĩnh Linh đã kêu gọi 600 phương tiện tàu thuyền vào bờ và tìm các nơi trú ẩn an toàn. Trong công tác phòng chống bão, huyện đặc biệt quan tâm di dời dân ở những nơi nguy hiểm thấp trũng lên vùng cao. Đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh gần bờ biển, huyện đã tuyên truyền vận động người dân tháo dỡ, di chuyển tài sản đi nơi khác để tránh thiệt hại. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, sau bão thường có mưa lớn xảy ra và có thể gây lũ lụt, vì vậy không để người dân quay trở lại nhà ở khi chưa đảm bảo an toàn. Đối với các khu nằm trong diện di dời, huyện cần chỉ đạo các xã có phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, tuyệt đối không để dân thiếu đói. Cũng sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10 tại huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng đã đến kiểm tra ở những địa bàn xung yếu, khu vực bị sạt lở nghiêm trọng thuộc địa bàn xã Triệu Thành, kiểm tra địa điểm đưa bà con nhân dân các vùng xung yếu đến sơ tán an toàn thuộc xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, thăm hỏi động viên những thuyền viên trên tàu của công ty trách nhiệm hữu hạn trục vớt tỉnh Long An bị chết máy, trôi dạt tại vùng biển Triệu Lăng. Các thuyền viên đã được tạo điều kiện ăn ở, trú ẩn trong những ngày mưa bão xảy ra.
Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng lưu ý, sau bão hoàn lưu bão sẽ gây ra mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về có khả năng gây chia cắt, nhất là các vùng trũng. Chính vì vậy, đồng chí đã đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ, bố trí lực lượng sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có lệnh, đảm bảo an toàn cho nhân dân, nhất là người già và trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, với tốc độ di chuyển nhanh và mạnh khi đổ bộ vào đất liền đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương. Sau đây là những hình ảnh mới nhất do nhóm phóng viên thời sự thực hiện vào cuối buổi chiều hôm nay. Tại huyện Cam Lộ, chiều nay bão số 10 với sức gió khoảng cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 đã gây thiệt hại nặng về nhà cửa, cây cối, tài sản cũng như nhiều công trình, cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Đồng chí Mai Thức, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo huyện Cam Lộ đã đi kiểm tra tình hình thực tế và chỉ đạo các giải pháp khắc phục. Qua kiểm tra trên địa bàn huyện Cam Lộ, cây cối bị gãy đổ la liệt, một số tuyến giao thông quan trọng như tỉnh lộ 11 đi Cùa, đường lên cao điểm 241 bị tắc, không thể đi được do cây đổ ngang đường. Nhiều hệ thống đường điện, viễn thông bị đổ và đứt, một số nhà dân bị tốc mái. Đặc biệt, nhiều diện tích cây cao su thiệt hại rất nặng với mật độ khoảng từ 30 đến 40%, trong đó phần lớn là diện tích cao su đã đưa vào khai thác. Hiện nay, huyện Cam Lộ đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương thống kê thiệt hại một cách cụ thể, đồng thời hướng dẫn nhân dân các giải pháp khắc phục trước mắt, sớm ổn định lại cuộc sống, có phương án huy động lực lượng giải phóng các tuyến đường bị tắc, đảm bảo giao thông đi lại của người dân. Thông tin cụ thể thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra trên địa bàn huyện Cam Lộ, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đi kiểm tra thực tế, đánh giá tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục tại huyện Vĩnh Linh, nơi gần tâm bão đi qua. Mặc dù chưa thống kê chính thức, nhưng thiệt hại mà cơn bão số 10 gây ra tại huyện Vĩnh Linh là rất lớn. Dù đã chủ động phòng tránh bão, nhưng dưới tác động mạnh của bão, sức gió khoảng cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 12 đã gây thiệt hại đáng kể tại địa bàn huyện Vĩnh Linh. Thiệt hại lớn nhất tại địa bàn là nhà cửa và cây cao su ở địa bàn các xã phía bắc huyện Vĩnh Linh. Theo thống kê chưa đầy đủ, địa bàn huyện có trên 50% diện tích cây cao su bị gãy đổ, có hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng nghiêm trọng. Hầu hết các biển hiệu hai bên đường ở Vĩnh Linh đã bị bay. Nhiều tuyến đường liên thôn liên xã đã bị ách tắc do cây cối bị đổ ngã. Kiểm tra thực tế và đánh giá tình hình thiệt hại tại huyện Vĩnh Linh, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đề nghị huyện và các địa phương sớm thống kê báo cáo thiệt hại và nhanh chóng khắc phục hậu quả để ổn định đời sống nhân dân. Trong công tác chỉ đạo hiện nay của tỉnh thì đang tập trung kiểm tra các cái gia đình mà bị sập nhà hoặc là bị tốc mái để xem như vậy có đối tượng nào, có gia đình nào như bị thiệt hại về người hoặc bị thương không để tập trung như vậy cứu chữa. Hiện nay, thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó đồng chí Nguyễn Quân Chính đề nghị các địa phương và người dân cần chủ động phòng tránh và khẩn trương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, hệ thống lưới điện 220 kV đã bị sự cố làm mất điện nhiều giờ. Để kịp thời khắc phục, truyền tải điện Quảng Trị đã tăng cường cán bộ kỹ thuật, kiểm tra khôi phục, đảm bảo cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất. Ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã làm gián đoạn việc cấp điện trên hệ thống lưới điện 220 kV từ tỉnh Hà Tĩnh đến tỉnh Quảng Trị từ 13 giờ 33 phút. Trong đó, trạm 220 kV Quảng Trị cấp điện cho các suất tuyến 110 kV Đông Hà, Diên Xanh, Lao Bảo, Đồng Lâm, Huế cũng đã bị gián đoạn, làm mất điện nhiều khu vực, đặc biệt là tại thành phố Đông Hà. Sau một thời gian tích cực kiểm tra thiết bị đảm bảo vận hành an toàn, đến 17 giờ, hệ thống lưới điện 220 kV đã khôi phục lại để cấp điện cho công ty điện lực Quảng Trị. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, hiện nay nhiều tuyến đường dây hạ thế 35 kV, 22 kV đã bị gãy đổ, nhiều cây cối ngã vào đường dây nên việc cấp điện trở lại trong một số khu vực sẽ còn mất nhiều giờ mới khôi phục lại được. Theo ước tính sơ bộ của thành phố Đông Hà, tính đến 18 giờ ngày 30 tháng 9, ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã làm 19 ngôi nhà quản xã trên địa bàn thành phố bị sập và tốc mái. Một số nhà kho của một số nhà dân, công ty chuyên nghiệp bị gió hất bay cửa. Hơn 200 cây xanh ở các trục đường bị đổ ngã, trong đó có hơn 100 cây lớn như phường, xa cư và lát trồng hơn 10 năm. Hàng chục trụ điện hạ thế gần nhà dân bị gãy đổ. Bão cũng đã làm một người dân ở phường Đông Giang bị thương trong quá trình chăn chống nhà cửa.
để kịp thời khắc phục tình hình, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Đông Hà, ngành điện lực cùng với các đơn vị viễn thông đã nhanh chóng huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường tích cực dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ, xử lý các trụ điện, đường dây điện bị gãy đổ và hư hỏng để giải phóng mặt bằng, trước mắt đảm bảo cho giao thông đi lại. Còn tại huyện Triệu Phong và Gio Linh, bão số 10 cũng đã làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái và hiện nay chính quyền địa phương cũng đã triển khai các phương án giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Mưa lớn và gió giật mạnh làm vườn cây quanh nhà gãy đổ, khiến cho ngôi nhà của anh Lê Đình Hiến ở khu kinh tế mới Triệu Thượng bị sụp đổ hoàn toàn. Vợ chồng anh và con nhỏ chỉ biết cố thủ trong nhà, đợi đến khi hàng xóm sang thăm hỏi mới biết cơn bão đã đi qua. 9:30, 10 giờ thì chứ coi là thấy gió mình thì bất cây đổ đến nhà bà con khiếp lấy mũ bảo hiểm đồi bà lo xuống dưới bàn nữa rồi ngồi nữa cho con giảm cử đồng chí khi trưa nó chư thì nói chung là vẫn nấu cơm nấu đồ chán cứ ngồi rửa cái chư tư mới tán bảo mới thấy ba con vừa tới thăm có chạy ra. Theo báo cáo ban đầu, thiệt hại tính đến 17 giờ hôm nay trên địa bàn huyện có một người bị thương, một nhà bị sụp đổ, 105 nhà bị tốc mái, ngoài ra một số các công trình khác như nhà văn hóa, bưu điện, tường rào trạm y tế, tường rào trường học, cột anten bưu điện xã cũng bị sập và hư hỏng. Một số vườn cây cao su ở hai xã Triệu Ái và Triệu Thượng đã bị gãy đổ, nhiều tuyến đường bị ngập lụt, cây cối và cột điện bị gãy đổ đã làm ách tắc một số tuyến đường, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại và sinh hoạt của người dân. Hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo trước mắt là cho khắc phục tạm thời và đặc biệt là cho cưa các cái hệ thống cây đổ dọc tuyến đường để thông các cái hệ thống giao thông. Đối với các nhà bị sập bị tốc mái thì chúng tôi đã trực tiếp về và chỉ đạo đề nghị bà con trước mắt là phải sơ tán qua những cái nhà bà con nhà lân cận hàng xóm để ở trước mắt. Còn việc sau này chúng tôi sẽ tiếp tục có cái chỉ đạo để hỗ trợ cho bà con. Trước mắt huyện sẽ chú trọng đến bố trí chỗ ở cho các gia đình bị sập và tốc mái hoàn toàn, động viên bà con giúp nhau trong lúc hoạn nạn để sớm ổn định lại đời sống sau bão. Huyện Triệu Phong đang tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại trong toàn huyện, cũng như sẽ có những hỗ trợ ban đầu cho các gia đình bị thiệt hại nặng vào những ngày tới. Tại thôn 4 xã Trung Giang huyện Gio Linh, dù người dân đã có những phương án trang chống nhà cửa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, tuy vậy gió lớn kèm theo lốc xoáy hơn một giờ liền đã gây tốc mái cho hàng chục hộ dân trong thôn và gây ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân khác. Địa phương thì cũng có 180 hộ. Nhưng mà hiện tại bây giờ là cả tóc mái là trên 50 hộ rồi. Thiệt hại ban đầu thì nói chung chiếm khoảng 2/3 làng. Như thiệt hại chủ yếu chứ? Chủ yếu là thiệt hại là nhà tóc mái là một, với một số gà vịt heo gà của ba con. Cơn bão số 10 cũng đã gây thiệt hại lớn cho các công trình công cộng, trung tâm văn hóa ở các địa phương thuộc huyện Gio Linh. Gió giật mạnh cũng đã khiến hàng loạt cây cối bị ngã đổ, gây hàng loạt sự cố về điện, khiến một người dân bị thương khi vướng vào đường dây điện lúc trên đường tỉnh bão. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh đang tích cực chỉ đạo các địa phương nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục những thiệt hại, đồng thời chủ động lên các phương án đề phòng những sự cố có thể xảy ra sau bão. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.